Người đàn ông này mang theo bên mình tấm hình nhỏ của người con trai đã chết. Những kẻ chủ chiến thuộc nhóm nhà nước hồi giáo đã giết chết cậu bé 15 tuổi. Con trai tôi dẫn lừa lên núi đi lấy gỗ về bán. Nó còn rất nhỏ, chỉ mới 15 tuổi. Chúng bắn ba viên đạn vào ngực nó. Tên nó là Khalid. Nana. Hàng trăm người khác ở miền đông Afghanistan đã bị nhóm bạo lực này giết chặt đầu hoặc đôi khi bị cho nổ tung bằng thuốc nổ. Nạn nhân gồm những trưởng lão trong bộ tộc, những thành viên của lực lượng an ninh, bất cứ ai chống lại nhóm này, và đôi khi chỉ là thường dân. Người đàn ông này là nhân chứng của tình trạng bạo lực đó và suýt nữa bị chặt đầu. Anh vẫn sợ để lộ danh tính của mình. IS cáo buộc anh là cảnh sát biên giới. Họ bắt anh đi và bắt anh mặc một bộ đồ màu cam khi họ chuẩn bị chặt đầu anh, người dân địa phương càng ngăn. Người dân địa phương, người già, phụ nữ lớn tuổi càng ngăn. Họ nói với những người chiến binh IS, nó chỉ là một đứa trẻ sao lại chặt đầu nó. Họ tha cho tôi, họ giết những người ở đó. Một số người họ cho nổ tung, những người khác thì họ chặt đầu, và một số người thì họ bắn. Allah à đã cứu mạng tôi. Video này do IS đăng tải cho thấy nhóm này cho nổ tung 10 người đàn ông, trong đó có người già. Tất cả đều thuộc bộ tộc Sinvari địa phương. Bạo lực như vậy đã khiến nhiều người rời bỏ nhà cửa. Gia đình này đang sống trong lều bởi vì họ phải bỏ nhà chạy trốn. Họ đã tận mắt chứng kiến bạo lực của nhà nước Hồi giáo. Một người trong gia đình họ bị chặt đầu. Sau khi chặt đầu, IS không chịu trả lại thi thể cho gia đình cho đến khi họ nộp tiền. Bọn chúng còn định bán cả xác người chết nữa. Chúng không bao giờ trả lại xác. Sau đó, IS tìm cách khác để vòi tiền của gia đình. Họ bắt cha của người chết và dọa sẽ chặt luôn đầu của ông ta. Gia đình nộp tiền và tháo chạy khỏi vùng đó. Sự tàn bạo của nhóm này còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì mà người dân ở những khu vực này từng trải qua. Người dân địa phương nói, so với nhà nước Hồi giáo, taliban có vẻ còn hiền hơn